Thì đó là cái cảm nhận đầu tiên mình muốn nói khi mình trải nghiệm chiếc xe này. Rồi, cắt. Một cái điểm nữa mà mình rất ưng trên chiếc xe này là cái dàn tháng trước. Phải nói là ghê lắm. Nói chung là nó làm mình giật mình mấy phen luôn á. À quên nhầm. Để mình suy nghĩ một chút coi. Đây các bạn thấy là cái giá đỡ đèn ở đây, các bạn biết là cái màu vàng vàng ở đây này, cái đây là manhê đó, siêu nhẹ ha, nó giúp giảm trọng lượng của chiếc xe rất là nhiều đó. Cái đây cái pad đèn á, cái pad đèn và lại cái pad đồng hồ á, cái đây là manhê, nhìn sang chẳng ha, nhẹ nữa. Ok, good morning các bạn. Mình đang ở dưới cầu vượt An Sương và sau lưng mình đây là chiếc 1199 Panigale. Hôm nay mình sẽ có một ngày để trải nghiệm, để rong chơi với chiếc xe này. Và mình sẽ có cái nhận xét của mình sau ha. Bây giờ thôi lên đường cái đã. Đây quay tạm chiếc xe cho mấy bạn coi này. Sau các bạn, đây là chiếc 1199 Panigale S ha. Đây, chuẩn xác bàn luôn. Rồi, trong thời gian đợi phở thì ngồi ngắm xe. Đó. Ok, tôi đang ở Hồ Dầu Tiếng. Hôm nay thì rất đông mọi người đến hóng mát ha. Và sau lưng các bạn đây là, sau lưng mình đây là 1199 Panigale S Tricolore. Rồi. Hôm nay thì đường vắng cho nên là chạy xe nó cũng không có nóng mấy, mặc giáp nữa nên là cũng chịu được. Đó. Và thực sự là lần này chạy thì hết sợ rồi. Lần đầu tiên thì rất là sợ, nhưng mà lần này chạy thì cảm giác nó tự tin hơn. Nó cũng thử nghiệm nhiều dòng xe rồi cho nên là cũng biết là nó như thế nào, cũng kiểm soát được. Chạy tự tin hơn là chạy cũng thích hơn. Đó. Và bây giờ thì đang uống nước mía và ngồi ngắm xe. Hôm nay đông lắm. Đó. Rồi bây giờ mình đang có mặt ở trong một cái rừng cao su ở Dầu Tiếng, Tây Ninh.
và mình đây là S rồi. Thì đây là một chiếc xe đẹp, thứ nhất là đẹp từ cái dàn áo, tất cả mọi thứ, nói chung là bất cứ một chiếc xe nào của Ducati hết á. Khi mà nó ra đời năm 2011 á thì nó cũng tạo ra một cái cơn sốt giống như là chiếc V4 bây giờ đó. Thì mọi người đều bàn tán về nó, về cái mức giá của nó, rồi về những cái công nghệ, về cái vẻ đẹp. Và nếu mà chúng ta quên đi quên đi cái giá của nó khi mà nó ra đời á, thì đây là một chiếc xe rất đẹp đó. Nó đưa lên một cái câu hỏi, đó chính là tại sao chúng ta lại mua và chúng ta lại đam mê những chiếc sport bike của Ducati. Ngoài cái hiệu năng này, ngoài cái công nghệ này, ngoài cái sự tinh tế khi mà Ducati chế tác những chiếc sport bike á, thì cái giá trị về mặt xã hội rất chi là lớn. Đó, có nghĩa là khi mà mình mua một chiếc sport bike của Ducati á, là mình mua cái sự thừa nhận từ những người xung quanh. Đó. Sáng nay mình chạy 1199 Panigale S á, thì khi mà mình dừng đèn đỏ hay là khi mình chạy quanh quanh ở trong phố á, thì người ta nhìn rất là nhiều, thực sự là như vậy. Và trên cái gương mặt của họ là một cái sự ngạc nhiên về cái một chiếc xe nó thu hút mọi ánh nhìn như vậy. Có nghĩa là mặc dù người ta không biết gì về mô tô đi, nhưng mà khi mà mình chạy một chiếc xe có một cái đường nét, những cái đường cắt rất chi là gọn gàng, rất chi là tinh tế như vậy, thì cho dù người ta không có mê mô tô đi nữa thì người ta cũng trầm trồ. Và điều đó có nghĩa là quay trở lại cái điều mình muốn nói là mình mua một chiếc sport bike của Ducati, ngoài cái việc trải nghiệm về tốc độ là mình mua cái sự thừa nhận, mình mua cái sự chú ý, mình mua cái sự trầm trồ của những người xung quanh khi mà chiếc xe này nó đi đến cái chỗ đó. Đó, thì đó là cái cảm nhận đầu tiên mình muốn nói khi mình trải nghiệm chiếc xe này. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái cảm giác lái. Các bạn cũng biết là chiếc xe này á, nó rất chi là nhẹ. Thực sự là trọng lượng khô của nó là chỉ có 160 mấy kg thôi. Và xăng nhớt đầy đủ thì khoảng 190 kg. À, mình thấp bé nhẹ cân như thế này, nhưng mà cái sự nhẹ ký của nó làm cho mình tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình chạy chiếc xe này. Cái động cơ V-twin á, 1198 phân khối, nó cứ gầm gừ, nghe nó rất là kích thích. Bây giờ mình mới hiểu tại sao á, là một số người rất là ghiền cái tiếng máy của Ducati á, nó cứ gầm gừ, đặc biệt là khi mà mình đi tour thấp á, và khi mà chạy lên tour cao á, khoảng 5000 trở lên á, thì cái tiếng động cơ thực sự là nó rất là kích thích. Cái V-twin này nó kéo lên tour cao phải nói là nghe rất là đã đó. Một cái điều mình muốn nói là cái thân hình nó rất là nhỏ gọn của chiếc 1199 Panigale S á, nó giúp mình xoay trở trong phố cũng nhẹ nhàng, nói chung là cũng không có khó khăn nhiều lắm. Rồi bây giờ khen rồi đúng không, bây giờ chê này. Chê đầu tiên là nhiệt độ. Mà đi phố á, thực sự là đi phố nếu mà không mặc quần jean hay là những mặc cái quần dày á, thì đi phố là một cực hình đó. Đặc biệt là ở cái xứ nóng ở mình nữa, thì đi phố là gần như là một điều nó giống như là mình muốn bỏ xe luôn á. Thực sự là muốn bỏ xe là quay về luôn chứ không muốn chạy nữa đó. Sáng nay á, là mình đi mình mặc cái quần giáp này á, thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái nhiệt độ khi mà mình đi phố nó tỏa ra cũng rất là nhiều, nó rất là khó chịu đó. Nhưng mà chạy nhanh á thì cái vấn đề nhiệt độ nó bớt khắc nghiệt hơn, nó bớt căng thẳng hơn, cho nên là mình có thể trải nghiệm nó nhiều hơn đó. Thì cái chê đầu tiên là cái nhiệt độ ha, và cái cách làm cái dàn áo của Ducati này thì cái nhiệt độ á, cái chiếc xe các bạn thấy cái gì cũng phải đánh đổi hết á, chứ cái dàn áo nó gọn như thế này thì cái việc nhiệt độ á, nó thoát ra
thì không có được là nuột nà như những chiếc xe khác. Tuy nhiên thì khi mà mình chạy nhanh á thì cái vấn đề nhiệt độ không còn là một cái vấn đề quá lớn nữa. Tuy nhiên thì đi phố thì rất chi là cực, phải nói là nó nóng lắm. Đây là cái hình mà các bạn thấy là cái khi mà mặc quần bình thường này á, mặc quần tây hay là quần jean á, thì cái hai bên cái háng của mình á nó phỏng lên như vậy này. Nó nói chung là cái che là cái nhiệt độ của cái máy đó khi mà chúng ta đi phố. Một cái điểm trừ nữa trên chiếc xe này là tiếng vô, nó rất là ồn. Thực sự là nếu mà đi mà tour lớn á thì nếu mà không có đeo cái nút tai á thì thực sự rất là khó chịu. Nếu mà đi đường dài á, nếu mà không đeo cái nút tai thì nó ảnh hưởng đến cái thính giác của mình rất là nhiều đó. Và cái này thì điểm trừ nhưng mà cũng là một cái điểm cộng. Tại vì nếu mà đi từ xa thì những cái người, nếu mà mình chạy á, thì những cái người mà từ xa người ta đã nghe thấy cái tiếng mưa của mình rồi và người ta chủ động là người ta tránh ra cho mình chạy, thì cái này là cũng là điểm trừ và cũng là cái điểm cộng của chiếc xe này đó. Thì tiếng mưa nó rất lớn ha, đặc biệt là khi mà kéo lên tua hơi cao một chút á, nghe cực kỳ rác luôn, nhưng mà cũng rất là phấn khích. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn giảm bớt á, thì các bạn có thể đeo cái nút tai, chỉ cái đơn giản như vậy thôi đó. Một cái điểm nữa mà mình rất là ưng trên chiếc xe này đó chính là cái dàn tháng trước, cái cặp heo M50 và cái đĩa rất lớn ở đây cùng với cái hệ thống ABS á. Cái hệ thống thắng ở trước này này, thực sự là nó làm mình giật mình mấy lần luôn á. Tại vì mình không có lường được là nó mạnh như vậy và nó nhạy như vậy. Cho nên là nhiều lần á là thắng túi đầu luôn. Tuy nhiên thì sau một hồi làm quen á thì bây giờ mình đã có thể là tự tin hơn một chút. Mình có thể canh được cái lực thắng để mà thắng sao cho nó chuẩn đó. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều điều để mà học hỏi, để mà tận dụng hết được cái sức mạnh của cái dàn tháng trước này. Phải nói cái con heo M50 nó chưa bao giờ lỗi thời hết á. Lúc nó ra đời cho đến lúc nó mới ra là 2011 cho đến bây giờ thì nó vẫn là một trong những cái con heo thương mại rất là xuất sắc. Và cái cách set up của Ducati trên chiếc xe này á, làm cho cái hệ thống thắng phải nói là rất chi là hài lòng, rất chi là ưng ý. Đẹp không? Xe đẹp không? Ok. Thấy chưa, các bạn thấy không? Đứng ở trong này quay phim thôi á mà người ta đi ở ngoài đường người ta cũng nhìn vào, người ta cũng trầm trồ xe đẹp không, phải không? Đó. Thì người ta nói chung là mình mua sport bike của Ducati á là mình mua cái sự mình mua cái sự trầm trồ, mình mua cái sự phim của thiên hạ. Đó, bạn nào mà thích sống ảo á thì nên mua sport bike của Ducati á. Rồi bây giờ quay lại chủ đề mình đang nói này. Một cái điểm trừ nữa của chiếc xe này thì đây là một cái cỗ máy khác xăng. Đó, mình đổ 200.000 tất cả cái lượng xăng này là 16 lít. Nhưng mà nó xuống xăng rất là nhanh. Đó, và nó báo xăng liền. Đó, cho nên là nói chung là cũng chấp nhận thôi. Tại vì nó là tới 1.000, gần 1.200 phân khối. Rồi nó công suất nó rất là mạnh nữa. Rồi đi phố cũng nhiều nữa. Cho nên là cái chuyện hao xăng là một cái phần tất yếu của việc chạy sport bike 1000cc trở lên á. Cho nên là cái này thì cũng không biết là điểm trừ hay là điểm bình thường. Nói chung là cái nhận xét của mình là như vậy. Nó hao xăng, cảm giác là nó hao xăng hơn các cái chiếc xe khác đó. Mình yêu hoa hậu thì mình phải chịu như vậy thôi. Cái đó là mình phải chấp nhận chiều chuộng, nguyên chiều nó, cưng chiều nó. Chiếc xe này giống như là một hoa hậu vậy đó. Rồi bây giờ nói về cái cảm giác vô cua này kia này. Thì thực sự đây là lần đầu tiên mà mình cầm lái một chiếc xe lâu như vậy, một chiếc sport bike 1000 phân khối lâu như vậy. Cho nên là mình cũng không có dám nói nhiều về cái lúc mà mình bo cua. Tại vì cái kỹ thuật của mình nó cũng còn rất chi là yếu kém đó. Không có đè chiếc xe được, hay là không có cái tư thế ngồi nó cũng không có chuẩn khi mà mình
ôm cua, cho nên là mình cũng không có dám nói nhiều, mình chỉ có cảm nhận là mình muốn nói là cái cảm nhận của mình là dường như là mình chưa có đủ sức để mà mình nài cái chiếc xe này khi mà chạy ở tốc độ cao hay là khi mà chạy vào những cái cua đó, thì mình cảm thấy nó hơi quá sức với mình. Cái này là mình phải thừa nhận thôi, mình yếu kém thì mình thừa nhận là mình yếu kém thôi. Cho nên là mình cũng có những cái giây phút nó hơi giật mình và có những cái giây phút nó bị hớ cua đó. Cho nên là mình nghĩ là muốn nài những cái chiếc sport bike như thế này á, cần phải học hỏi rất là nhiều từ kỹ thuật, từ sức khỏe, từ sức bền đó, từ tư thế ngồi ở trên chiếc xe nó như thế nào để cho nó đẹp, nó đúng và để giúp mình chạy xe tốt hơn. Thì đó, cái đó là cái cảm nhận của mình đó. Một cái điều nữa mình rất ưng trên chiếc xe đây là cái quick ship của nó. Có lẽ chiếc xe mà mình ưng nhất về cái chuyện quick ship á là chiếc V4S. Phải nói là các bạn, khi các bạn chạy V4S mà các bạn đá quick ship á, phải nói là nó sướng đến nỗi mà nó nổi da gà luôn, sướng đến nỗi mà tê người luôn á. Cảm giác nó êm một cách nó khó tả lắm. Và ví dụ như là cho cái điểm của V4S, cái chuyện quick ship là 10 điểm đi, thì cái quick ship T1199 Panigale S ở đây á là mình có thể cho 8.5 đó. Tất nhiên là chiếc xe V4S thì nó là thế hệ mới hơn, được Ducati chăm chút nhiều hơn, thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cái này cũng là 1.9-1.10, rất đã. Thực sự là khi mà mình đá số lên á, nó rất, một cái cảm giác nó nhẹ nhàng vô cùng, và cái cảm giác là cái sức máy á, nó không có bị gián đoạn, nó êm lắm, và nó tạo cho mình một cái sự phấn khích cực kỳ lớn khi mà chạy mà có quyết sức như vậy. Các bạn biết là cái phần trước và cái phần sau trên chiếc xe này á là y chang như là trên chiếc V4S đó. Nhưng mà cái trên chiếc V4S á thì Orleans là cái hệ thống phần mềm của Orleans là thế hệ 2.0. T199 Panigale S ở đây là Orleans 1.0, tức là cái phần mềm quản lý cái phục điện á nó thấp hơn một cấp, còn V4S thì nó cao hơn, chỉ có như vậy thôi. Cho nên về cơ bản thì cái Orleans trước sau là như nhau hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái cảm nhận của mình về cái phuộc đó. Các bạn thấy rồi, cái phuộc Orleans trước và sau ha. Rồi lúc sáng á là mình chạy chế độ sport, cái cảm nhận của mình là nó cứng, và khi mà các bạn chạy ở chế độ race nữa thì nó lại càng cứng hơn nữa đó. Nhưng mà khi mà chỉnh qua chế độ wet á thì nó bớt cứng hơn một chút, nhưng mà nó vẫn cứng đó. Mình không hiểu tại sao nó lại như vậy, có thể đây là cái việc chỉnh cái việc setup của Auckland nó là như vậy. Cho nên là cũng cái cá nhân của mình á thì mình thấy là nó hơi cứng so với những cái phuộc mình đã từng đi đó. Chẳng hạn như là xe mình đi phuộc TFX này kia thì nó rất là mềm và đi cảm giác nó rất là êm, nhưng mà khi mà cầm chiếc này này đó, chiếc 1199 đây á, thì nó nói chung là mình nghĩ á thì chiếc xe này được thiết kế ra để chạy truck là nhiều, cho nên là cái setup của cái phuộc á nó hơi cứng hơn so với những cái phuộc đi phố, thì cái điều này mình chấp nhận thôi. Cho nên là nếu mà xe này mà chạy truck á thì phải nói là tuyệt vời, phải nói là chuẩn luôn đó. Cái setup của cây phuộc là đủ cứng để mà thắng này, để mà đè cua này đó. Rồi bây giờ nói về cái động cơ V-twin trên chiếc 1199 này. Nếu mà mình nghĩ ha, cái này là mình nghĩ á, là nếu mà bạn nào mà bắt đầu chơi phân khối lớn á thì các bạn có thể trải nghiệm những cái chiếc xe Nhật 4 máy inline ha. Nhưng mà trải nghiệm để làm gì? Trải nghiệm là để mình cảm được cái lực máy, cảm được cái sự dịu dàng, cái sự êm ái của cái máy inline đó. Nhưng mà sau một thời gian các bạn sẽ thấy là cái máy inline á
nếu mà bạn nào mà cá tính á, bạn nào mà muốn nổi loạn này kia thì cái máy inline á, nó không có đủ cái phấn khích, không có đủ cái độ hỗn để mà làm cho các bạn lao về phía trước đó. Và cái máy Super Quattro trên chiếc 1199 ở đây á, là một cái máy V-twin như vậy. Bây giờ này, các bạn, mình đố các bạn là tại sao á, lại một cái cục máy rất là xuất sắc như vậy. Thực ra V-twin là một cái cục máy rất tốt, nhưng mà tại sao á, Ducati lại phát triển cái động cơ V4 đó. Tại vì như thế này, nhìn vào hai cái bảng thông số kỹ thuật của hai chiếc 1199 và V4 ở đây, các bạn sẽ thấy là cái gia tốc, cái torque á, của 1199 á, nó lên rất là nhanh. Đó, nó ở nó cái vòng tua để nó đạt được cái moment tối đa là thấp hơn V4. Nhưng mà cái V4 nó được lợi á, là nó có thể đẩy cái top speed, đẩy cái công suất lên rất là cao. Đó. Tức là V-twin á, nó quay đến một cái giới hạn nào đó là nó quay không nổi nữa. Nói dễ hiểu là như vậy. Cho nên là khi mà vô đua thì nó sẽ rất là thất thế khi mà cạnh tranh với các cái kiểu động cơ khác. Cho nên là đó là lý do tại sao á, là Ducati lại phát triển V4, cái khối động cơ V4 ha. Thì V-twin á, khi mà mang vào đua thì nó bị giới hạn rất là nhiều đó, và nó đi đến tận cùng cái giới hạn phát triển của nó. Tức là các kỹ sư của Ducati nói là bây giờ cái động cơ V-twin này không có thể nào mà phát triển thêm nữa, tức là cái tiềm năng của nó đã hết rồi. Nhưng mà đối với một chiếc xe đi phố, đối với một chiếc xe cần một cái gia tốc mạnh ở những cái nước ga đầu á, thì V-twin vẫn là cái lựa chọn rất tốt. Đó, các bạn thấy. Bây giờ đặt ra câu hỏi á, là nếu mà mua 1199 hay là mua V4 á, thì cái câu hỏi này cũng rất là dễ trả lời. Đó, nếu mà bạn nào thích cái sự hiện đại, thích cái top speed, cái max speed á, thì chọn V4. Còn bạn nào thích cái vẻ đẹp liền mạch như vậy và đủ cái công suất, đủ cái moment, đủ cái công suất để mà trải nghiệm một chiếc xe, thì 1199 vẫn là một lựa chọn rất tốt. Mình nhắc lại là một lựa chọn rất tốt. Nó có đủ sức mạnh để cho các bạn phải phấn khích, các bạn phải trầm trồ, các bạn phải ngạc nhiên. Đó, đó, cái mình chạy á, khi mà mình chạy chiếc xe á, mình thấy là những cái nước ga đầu á, nó rất là hỗn, đặc biệt là cái tiếng máy á, nó sọc sạch, sọc sạch, sọc sạch. Nó hỗn ở đây là gì? Nó cứ muốn cuốn mình theo, nó cứ muốn mình là mở ga đi anh. Nó rất là nghe nó, và cái tiếng máy á, nó làm mình rất là phấn khích. Đó, nghe nó sạch, 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 sạch. Đây á, là 1199 á, là không có xài côn khô nữa, không có xài nồi khô nữa. Đó, xài nồi ướt. Nhưng mà nghe nó vẫn rất là, nghe rất là đã, nó sạch 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 sạch. Bây giờ mình mới hiểu tại sao một số bạn lại mê cái tiếng máy của Ducati như vậy. Nó ngược ngạo, nó ngáo ngáo, nó kiểu như là nó thử thách mình vậy đó. Nó thử thách cái tài năng, cái khả năng của mình để mà kìm cương một chiếc xe là như vậy. Đó, và đó là cái cảm nhận của mình về cái cảm nhận và cái suy nghĩ của mình về cái cục máy V-twin Super Quattro trên 1199, cũng như là cái tương quan với nó so với chiếc cái khối động cơ V4 trên V4 Panigale. Bây giờ là gần 1 giờ chiều rồi. Đó, bây giờ đến thời điểm là mình phải trả xe. Một ngày rong chơi rất là vui với 1199. Giúp mình hiểu thêm chiếc xe và hiểu thêm nhiều cái hay của nó, cái dở của nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn bạn chủ xe đã tin tưởng giao cho mình mượn xe.